Thịt linhcy, chương 1. Mẹ tôi đã sinh liền hai cô con gái, đến khi sinh ra tôi lại là con gái tiếp nên bà nội tôi định mang tôi đi chôn ở sau núi. Phía sau núi có một ngôi chùa đổ nát, nhà sư già thấy tôi đáng thương, không nỡ để đứa bé còn đỏ hỏn đã mờ ớ tê mạng nên mang tôi về chùa nuôi dưỡng. Ngôi chùa nghèo nàn đến mức hàng ngày chỉ có rau xanh với canh sung nhưng tôi vẫn khỏe mạnh lớn lên. Hai chị tôi đều bị bà nội bán đi. Bà tôi bán chị cả cho ông già quá vợ thôn bên cạnh đổi lấy 10.000 đồng tiền. Chị hai thì bà tôi bán cho nhà chứa trong thành phố để mỗi tháng chị ấy tiếp khách kiếm tiền mang 5.000 đồng về nhà. Nhưng mà bán hai chị tôi xong trong nhà lại thiếu sức lao động, bấy giờ bà tôi mới nhớ đến đứa cháu gái từng bị bà vứt đi. Bà ấy tới chùa muốn xê ư ớ bê tôi về để vắt kiệt chút giá trị cuối cùng còn lại của tôi. Nhà sư già vì bảo vệ tôi nên nói với bà ấy một bí mật. Cháu gái của bà là thịt linh chi chữa được bách bệnh. Ông ấy nói như vậy để bà tôi thấy tôi còn có giá trị, không bán tôi đi. Đúng như mong muốn của thầy tôi, bà tôi không đem tôi bán cho người đàn ông chuyên mổ heo nữa. Sau khi đón tôi về nhà, bà tôi còn hầm gà mái cho tôi ăn bồi bổ thân thể. Bố tôi về nhà thấy cảnh đó còn sững sờ một lúc. Mẹ, sao mẹ đưa cái loại hàng hóa chỉ biết tiêu tốn tiền của cha mẹ này về, lại còn hầm gà cho nó ăn? Nói xong ông ta đi tới định giật cái đùi gà trong tay tôi. Tôi chưa từng được ăn thịt, cái đùi trong tay tôi thơm đến mức tôi vô thức bảo vệ miếng thịt trong tay. Bố tôi thấy vậy đê á tôi lăn từ trên ghế xuống. Loại suc5ớt như mày còn dám giành đồ ăn với ông đây à? Ông ta cầm ghế gỗ lên định đập vào người tôi, bà tôi vội lao lên cản bố tôi lại. Con ơi không đánh nó được đâu, nó là con gà đẻ trứng vàng của nhà mình đấy. Bố tôi khiếp sợ nói với bà, nhà sư già đó nói có thật không mẹ? Bà tôi nghiêm túc gật đầu. Hồi cha con còn sống có nói với mẹ nhà sư già đó là cao nhân, lời cao nhân nói nhất định là thật con ạ. Bố tôi hơi kích động. Vậy thịt linh chi này trị bách bệnh bằng cách nào hả mẹ? Có giống thịt đường tăng để mọi người đến xong cùng 10 ẻ THIT ăn không? Bà tôi sâu sắc nhìn qua giữa hai chân tôi rồi mới rời mắt đi. Nó gầy đến mức không có nổi hai lạng thịt thì có bao nhiêu thịt để 10 ẻ ra bán chứ? Giờ phải nuôi để nó có da có thịt rồi cho nó tiếp khách giống như nhị nữ ấy, làm ăn dựa vào thân thể mới kiếm tiền lâu dài được. Nhị nữ là chị hai của tôi, chị ấy bị bán đến nhà chứa trong thành phố. Người trong thôn đều chị tôi bẩn thỉu. Tôi không hiểu được, chị tôi rơi vào hố phân à, sao mọi người lại bảo chị ấy bẩn, nếu dính phân thì đi tắm là sạch thôi mà. Bố tôi vui vẻ vỗ đùi đen đét, giơ ngón tay cái khen bà tôi. Chỉ có mẹ của con có kiến thức sâu rộng mới nghĩ ra ý này. Người thành phố đều thích dùng mánh khóe, sau này thì linh chi sẽ là thương hiệu để chúng ta kiếm tiền. Bà tôi đắc ý cười, khóe miệng rộng đến tận mang tai. Bố tôi lại nhìn về phía tôi nhưng lần này ánh mắt ông tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Tôi tưởng ông ấy muốn giành thịt với tôi bèn cầm chặt miếng thịt trong tay. Thế mà ông ấy không tức giận mà còn cười xoa đầu tôi. Con ăn cho no đi, ăn no mới kiếm tiền được chứ. Mấy ngày sau đó bà tôi cứ rảnh ra là đi khắp thôn rêu rao tôi là thịt linh chi. Đợi mọi người trong thôn kéo lại hỏi chuyện bà sẽ lặp lại lời của nhà sư già sau núi. Thịt linh chi chữa được bách bệnh. Nhưng chuyện này quá mơ hồ nên cũng chẳng có mấy ai tin tưởng. Đến tối bố tôi cười vui vẻ về tìm bà tôi. Con mới kiếm được một mối làm ăn rồi mẹ. Ông Bạch đảm bảo nếu ông ấy khỏi bệnh sẽ cho mẹ con mình 50.000. Bà tôi trợn to mắt, hưng phấn vỗ tay. Cuối cùng cũng đến ngày Trần gia chúng ta giàu có rồi. Sau đó bà tôi bảo tôi mau đi tắm rửa, còn ban cho tôi đặc ân được dùng nước nóng và xà phòng để tắm. Đến tận khuya bố tôi mới dẫn tôi đến nhà ông Bạch. Thấy tôi đứng ở cửa, ông Bạch nhìn từ đầu đến chân tôi rồi nhăn mày chê bai. Gầy quá, bố tôi cười nịnh bợ ông già kia. Ông Bạch, ngài là người đầu tiên nếm thử vị thịt linh chi ăn vào trị được bách bệnh, ngài là người dùng đầu tiên chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Bạch gia vừa tổ chức đại thọ 60 tuổi vào tháng trước, nhưng mọi người nói ông ấy bị bệnh, khắp người mọc đầy bướu thịt mưng mủ. Ông ấy tốn rất nhiều tiền tìm các phương thuốc hiếm nhưng mãi vẫn không khỏi. Cuối cùng ông ấy chỉ có thể về thôn chờ lá rụng về cội, chứ một người có tiền như ông ấy sẽ không quay lại chịu khổ ở nơi xó xỉnh này. Bố tôi nịnh bợ đúng chỗ ông Bạch thích nên ông ấy vui vẻ đặt một xấp tiền vào tay bố tôi. Mắt bố tôi sáng lên, ông nhanh tay nhanh chân trói chặt tôi vào giường. Thấy tôi dãy dụa, sợ làm ông Bạch mất hứng,
Bố tôi véo mạnh vào đùi tôi một cái cảnh cáo. Mắt tôi đỏ hoe đau đớn. Đừng có hét, mày mà làm hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ kéo mày về băm nhỏ mày ra rồi bán như thịt lợn. Những lời này khiến tôi run lên vì sợ hãi. Tôi biết ông ấy không nói đùa, ông ấy sẽ băm tôi ra thật. Tôi không dám vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn nằm im. Bố tôi vui vẻ cầm tiền rời đi. Ông Bạch trèo lên trên giường, ông ấy vừa cởi quần áo ra tôi đã thấy trên người ông ấy có rất nhiều bướu thịt đang chảy mủ, nhưng tôi không thấy sợ, ngược lại còn thấy rất hưng phấn. Khi ông ấy cho cái cú nợ ấy vào người tôi, hình như trong cơ thể tôi có gì đó từ từ biến mất. 4. Ngày hôm sau, không cần bố tôi đến đón ông Bạch đã tự mình đưa tôi về, ông ấy còn mang theo 50.000 cùng quà cảm ơn. Sắc mặt ông ấy rất tốt, bướu thịt trên người cũng ít đi rất nhiều. Người trong thôn ngây ra nhìn từng rương quà ông ấy cho người khiêng đến cửa nhà chúng tôi. Những người không tin thịt linh chi chữa được bách bệnh của bà nội tôi, giờ họ đều tin cả rồi. Rất nhiều người nghe danh đến tìm tôi, muốn nhìn thấy thịt linh chi trông như thế nào. Nhưng bà ra giá cao đến mức gần như không có ai chấp nhận được. Vì thế, những người đó định ra tay từ chỗ nhà sư già ở sau núi. Bọn họ đưa con gái đến ngôi chùa đổ nát đó để nhà sư nhận nuôi. Nếu hòa thượng già đã nuôi được thịt linh chi thứ nhất thì chắc chắn ông ấy có thể nuôi được thịt linh chi thứ hai. Thịt linh chi chữa bệnh xong đem bán càng có lời đúng không nào? Nhưng nhà sư già không nhận con gái của nhà nào cả, chỉ luôn miệng nói, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Đến ngày thứ ba, vị sư già TRE-OCOTUSAT. Chuyện kỳ lạ như vậy cũng khiến thịt linh chi chữa được bách bệnh càng ngày càng nổi tiếng. Người xung quanh đều nghe danh mà đến, chỉ mong được trải nghiệm sự thần kỳ của thịt linh chi. Bà tôi càng đắc ý. Hừ, xem giờ ai còn dám chê đắc nữa. 5. Quả nhiên, không ai dám cò kè mặt cả với bà tôi. Để có tiền ngủ với thịt linh chi, những người đó bán con bán cháu cũng cam lòng. Lòng người đều ích kỷ, không có gì quan trọng hơn bản thân mình cả. Người tìm đến nhà tôi càng ngày càng nhiều, ngay cả chồng của chị cả cũng đến cửa xin chữa bệnh. Ông ta mong bà tôi nể tình là người nhà mà giảm giá cho ông ta. Nhưng bà tôi là loại người nào chứ? Anh rể bị bà tôi đạp ra khỏi cửa. Không có tiền thì đừng có đến đây. Mấy ngày sau ông ta lại đến lần nữa, lần này ông ta mang đủ tiền, cuối cùng cũng có được thứ mà mình muốn. Về sau tôi mới biết để có tiền ông ấy bán chị tôi cho bọn bu. Ôn B, án N, ội tạ, NG người, cắt đứt hoàn toàn Cộng Hòa, ạt đứt đường sống của chị tôi. Tôi bị trói trên giường, đến cả lúc ăn cơm cũng là bà tôi bê đến mép giường đút cho tôi ăn, để tôi có thêm thời gian tiếp khách. Bọn họ không đá, ngân hàng tôi nữa, càng không NG. Ước đê, ải tôi, có đồ ăn ngon sẽ mang đến cho tôi ăn. Vì nhờ tôi nên nhà tôi giàu rồi. Có tiền xong, mỗi ngày bố tôi như sống ở trên mây, toàn bộ thời gian đều dành cho bài bạc và rượu chè. Mãi cho đến một hôm bố tôi uống rượu, u say không cẩn thận ngã xuống núi. Bác sĩ nói ông bị thương ở cột sống, chỉ sợ nửa đời sau sẽ phải nằm liệt trên giường. Bà tôi luống cuống, vội vàng kéo tôi dậy khỏi giường. Đi, đi cùng tao cứu bố của mày. Đầu tôi trống rỗng, máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, để bà nội tùy ý kéo tôi đi. Nhưng chưa đợi chúng tôi đi, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Nhìn thấy người đứng ở cửa, bà tôi hoảng sợ hỏi. Con về nhà bằng cách nào vậy? Chương 2. Người đứng ở cửa là chị cả của tôi. Chị ấy đỏ hoe mắt nhìn bà tôi. Bà ơi, ông Bạch CHEC rồi. Bà tôi sợ hãi lặp lại lời của chị tôi, sao lại thế được? Ông ấy ngủ với thịt linh chi thì mọi bệnh đều khỏi chứ, sao tự dưng ông ta lăn ra CHEC? Tại mày đúng không? Mày là sao chổi đen đuổi, mang đến xui xẻo, mày CUT ra ngoài nhanh đi, đừng mang vận xui vào nhà. Bà tôi lôi kéo, xô đẩy chị tôi muốn vứt chị ấy ra khỏi cửa. Ông Bạch giàu như vậy là vì ông ta bu. Ôn B, án N, ội tạ, NG người, tiền kiếm được đều là tiền B, ẩn. Chị tôi bị anh rể bán cho ông Bạch. Bây giờ chị ấy nguyên vẹn về nhà nhưng ông Bạch lại mờ, ất mạ, NG. Bà tôi nghĩ ngay đến chị tôi vì giữ mạng nên ra tay với ông ấy. Bà sợ chị tôi mang rắc rối về nhà, sống Cộng Hòa. Ít bà cũng phải đuổi chị tôi đi. Chị ấy sợ hãi nắm chặt tay bà nội. Không phải cháu đâu bà ơi. Ông Bạch, ông ấy.
Xe ú tê ngay cho tao, chị cả chưa kịp nói hết câu đã bị bà tôi đã đá văng ra. Đừng có chắn đường tao, tao còn phải đi cứu bố mày. Đầu của chị tôi đê ập vào tường, mờ á u chảy lên láng, nhưng bà tôi cũng không quan tâm mà tiếp tục kéo tôi ra ngoài. Bị bà tôi đê ạp ngã, chị tôi cũng không đứng dậy mà ngồi luôn trên mặt đất bẩn thỉu gào khóc, dường như vết thư ơn đang chảy mờ á u không phải đầu mà là trái tim chị. Tiếng nức nở của chị ấy làm trái tim tĩnh lặng của tôi hơi gợn sóng. Tôi chỉ cần hất nhẹ bà tôi văng ra ngoài như con diều đứt dây. Tôi ngồi xổm trước mặt chị ấy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vầng trán vẫn còn rỉ mờ á u, tôi đưa tay vào miệng liếm một chút. Từng đoạn ký ức không ngừng vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại giống chiếc đèn kéo quân mãi không ngừng. Mẹ tôi mất vì khó sinh nên tôi không biết mẹ tôi trông như thế nào. Cũng không ai quan tâm đến tôi, chỉ có chị cả tới thăm tôi còn lén giấu một viên kẹo sữa cho tôi ăn. Kẹo rất ngọt, ngọt đến mức nhiều năm sau tôi vẫn nhớ rõ mùi thơm ngọt ngào của viên kẹo ấy. Khi về nhà, chị ấy bị bà nội phát hiện chị lén đến thăm tôi, còn bị bà ta treo lên xà nhà đánh suốt một ngày. Chị tôi khóc đến đứt ruột đứt gan, trông chị ấy thật nhỏ bé, bất lực, nhưng người con gái nhỏ bé ấy dùng đôi mắt vẫn đang nhòe lệ, quyết tâm hy sinh bản thân cho em gái nói với tôi. Em ba, chị sẽ cản bà nội lại giúp em chạy nhanh đi, chạy càng xa càng tốt, không bao giờ quay lại chỗ này nữa. Chị ấy biết dù có về nhà cũng không sống nổi nên muốn dùng mạng NG mình để mở đường sống duy nhất cho tôi. Mới nãy bà tôi còn nằm dưới đất kêu la, nhưng nghe thấy con gà đẻ trứng vàng sắp chạy mất, bà tôi vội đứng dậy cộng hòa. Ưỡi, con kế hoạch, ốn này, mày gây chuyện bên ngoài chưa đủ à, về nhà còn dám xui cục vàng của tao chạy. Mày là đứa bất hiếu, bà đây hôm nay phải đê. Ánh cộng hòa, ép mày. Bà ta giơ cái cuốc lên cao chuẩn bị đê ớ bê xuống. Chị ấy không phản kháng gì cả, chỉ nhắm chặt hai mắt, cả người co lại, vừa đáng thương vừa bất lực đón nhận cái CHET. Cái cuốc không bổ lên đầu chị tôi được vì một tay tôi nắm cán cuốc, một tay BOP chặt cổ bà tôi. Bà ta không thở được, liều mạng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay tôi. Thấy bà ta sắp cộng hòa, ép chị tôi sợ hãi hét lên. Em ba, em thả tay ra nhanh lên. Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Chị không hận bà ta à? Chị tôi sững sờ một lúc nhưng vẫn khóc lóc nói. Dù thế nào bà ấy cũng là bà nội của chúng ta. Tôi vẫn kiên trì. Bà ấy từng đối xử tốt với chị lần nào chưa? Để bà ấy sống thì chị còn đường sống sao? Chị tôi im lặng, nhưng giây tiếp theo chị ấy mạnh mẽ rút cái cuốc ra tàn nhẫn bê ổ lên đầu bà tôi. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Mờ á u tươi lập tức phun ra, bắn hết lên mặt tôi. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà tôi dần bước cả hai chân vào cửa tử, mắt cũng không chớp một chút. Đến khi chị cả nhận ra đầu bà tôi đã nờ ác bê, ép chị ấy mới hét lên sợ hãi vứt cái cuốc trong tay đi, kéo tôi chạy ra ngoài. Em ba, chạy thôi, chạy nhanh lên. Tôi chậm rãi đi phía sau chị ấy, chị kéo tôi đi còn không ngừng nói. Rời khỏi đây rồi em phải coi như không có chuyện gì xảy ra, em nhớ cho kỹ vào, thôn này không liên quan gì đến em cả. Nếu phải cộng hòa, ép thì một mình chị cộng hòa, ép là đủ rồi. Thì ra chị ấy muốn tôi sống đấy. Chúng tôi chạy ngang qua nhà thím Lưu bên cạnh. Tiếng hét chói tai vang lên từ trong nhà khiến chị tôi sợ hãi dừng lại, ngó đầu nhìn vào trong. Thím Lưu vội vàng lao ra khỏi nhà, mặt mũi đầy hoảng sợ. Bà ấy nhìn thấy tôi như nhìn thấy tia hy vọng duy nhất vậy. Bà ta lao nhanh về phía tôi. Đi, ên cu. Ông cởi quần áo tôi, vừa cởi bà ta vừa cộng hòa. Ưỡi mắng. Còn đề ý này, mày đi vào đây cứu chồng tao nhanh lên. Chị tôi đè lên tay thím Lưu ngăn bà ta lại. Thím Lưu, sao thím lại cởi quần áo của em gái cháu giữa ban ngày ban mặt thế? Thím Lưu đẩy chị tôi ra nhất quyết kéo tôi vào trong nhà. Cứu tôi với, cứu. U tê, ôi. Âm thanh kêu cứu yếu ớt thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chú Lưu cả người đầy mờ á u, nửa bò nửa lết cố tới gần tôi. Mờ á u liên tục chảy ra từ hai tay, hốc mắt, mũi và miệng của ông ấy, trông đáng sợ vô cùng. Ông ta còn chưa cộng hòa, ép nhưng mà cũng sắp rồi. Thím Lưu gấp gáp túm tay áo tôi. Nhanh, mày cứu chú Lưu của mày nhanh đi. Tối hôm ông Bạch đưa tôi về nhà, chú Lưu đã đến tìm bố tôi. Ông ta là người thứ hai ăn thịt linh chi. Chị tôi ngăn cản thím Lưu run giọng nói. Em ba, ông Bạch cũng cộng hòa, ép như thế này, bọn họ bị sao vậy?
hình ảnh kinh dị vẫn tiếp diễn. Cả người chú Lưu ngứa ngáy như có thứ gì đó đang cắn xé trong cơ thể, khiến ông ta rất khó chịu. Ông ấy trực tiếp mở ó xe mắt, mười é hai tay xuống. Thím Lưu sợ đến mức hét lên. Mình ơi, mình sao vậy mình ơi? Bà ấy vừa sợ vừa vội nhưng hình ảnh trước mắt quá kia. Ngân hàng khách hàng cũng khiến bà không dám bước lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Lưu mười é từng miếng TH, ịt trên người xuống, đau đớn đến cộng hòa. Ết! Đến khi chú Lưu hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh rên rỉ nào nữa, thím Lưu mới hoàn hồn quay về phía tôi cộng hòa. Ửi! Yêu tinh, mà là yêu tinh hại người. Mày động tay động chân gì trên người lão Lưu? Sao chồng tao lại thành ra thế này hả? Thấy hai chị em tôi đều im lặng, bà ta di ẩn dữ cầm cái liềm cộng hòa ém về phía tôi. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Bà cũng muốn cộng hòa ếch giống ông ta à? Tôi chỉ vào cái 10 á xe rách nát của chú Lưu. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại làm bà ta sợ đến mức quên cả thở, ngất luôn ở cửa. Chị tôi hoảng sợ lùi lại, nhìn chằm chằm tôi. Em làm gì họ đúng không? Vì sao ông Bạch và chú Lưu bỗng dưng lại cộng hòa ếch? Khi ông Bạch cộng hòa ếch cũng kinh khủng như này. Tôi không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Bà nội nói bố tôi còn đang chờ tôi cứu đấy. Khi đi qua nhà trưởng thôn, cũng giống như nhà chú Lưu, từ bên trong phát ra một tiếng hét chói tai. Sau đó, trưởng thôn mặt đầy đau đớn ôm một cái hộp loạn choạng chạy ra khỏi nhà. Ông ấy nhìn tôi thể tôi là vị thần duy nhất có thể cứu sống ông ấy, trong mắt đầy sự thành kính và tham lam. Thịt Linh Chi, mày ngủ với tao nhanh lên, tao có tiền, chỗ này cho mày hết. Ông ta vội vàng mở nắp hộp, để một hộp đầy ắp tiền trước mắt tôi. Thôn chúng tôi tuy nghèo nhưng nhà trưởng thôn có rất nhiều tiền. Mỗi một khoản tiền được lãnh đạo phê duyệt rồi phát cho thôn chúng tôi đều bị trưởng thôn lấy một phần rồi mới tiếp tục phát xuống. Bà nội nói trưởng thôn là người trả nhiều tiền nhất sau ông Bạch. Khi ông ta đến tìm tôi còn mang theo các loại đồ chơi tỳ, ngân hàng trường hợp, ú, TR, AT, ấn tôi suốt một ngày một đêm. Lúc này, ông ta nhét từng nắm tiền vào trong ngực tôi, miệng còn không ngừng kêu. Thịt Linh Chi, tao đau quá, mày cứu tao nhanh lên. Nhưng dù ông ta kéo như thế nào tôi cũng đứng im ở đó nhìn ông ta daudn dãy dụa. Cảm giác daudn tăng dần, cơ thể trưởng thôn vặn vẹo, đau đến ngã trên mặt đất, biểu cảm càng ngày càng dữ tợn. Cũng giống như chú Lưu, ông bắt đầu phun MAU liên tục, mỗi cái lỗ trên người đều đang chảy MAU. Chị cả đứng ở xa kinh hãi nhìn chúng tôi. Ông ta còn cứu được không em? Tôi hỏi ngược lại. Chị muốn em cứu ông ta không? Chị ấy do dự một chút rồi lắc đầu. Rất nhanh, trưởng thôn cũng cộng hòa. Ết! Xác cộng hòa. Ết của trưởng thôn thê thảm hơn chú Lưu rất nhiều. Tất cả da trên người gần như bị chính tay ông ta lột xuống. Tôi cùng chị cả cứ như vậy đứng nhìn ông ấy cộng hòa. Ết! Chị tôi sợ đến mất hồn mất vía. Mặt mũi tái nhợt không đi nổi nữa. Tôi nhặt chiếc hộp toàn tiền trên đất lên đưa cho chị ấy. Mọi người đều thích tiền, bà nội có tiền thì sẽ vui vẻ, tôi cũng hy vọng chị ấy vui vẻ. Chị tôi không dám nhận hộp tiền, không ngừng hỏi tôi. Tất cả bọn họ bị sao vậy, từng người rồi từng người đều cộng hòa, ết giống nhau. Chuyện này liên quan đến em đúng không? Chương 3. Lại lần nữa tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiếp theo chị muốn ai cộng hòa? Ết! Chị tôi ngẩn ra một lúc sau đó cúi đầu nhìn đôi tay vẫn còn dính máu của bà nội. Một lát sau, chị ngẩn đầu, trong mắt không có chút sợ hãi nào nữa, thay vào đó là ngọn lửa thù hận bùng cháy. Chị ấy nói, chị muốn gì? Ết tên xúc sinh đó. Tôi biết người chị tôi nói đến là ai. Bố tôi đang điều trị ở bệnh viện huyện, mà muốn lên huyện thì phải đi qua thôn bên cạnh nên tôi quyết định đưa chị cả về nhà anh rể trước. Trên đường đi chúng tôi cũng gặp những vị khách từng tới tìm tôi, họ đều cầu xin tôi cứu họ, để họ trút mọi đau khổ của mình xuống người tôi lần nữa. Nhưng tất cả đều cộng hòa, ếch trên đường bò tới chỗ tôi. Lúc đầu chị tôi còn rất sợ hãi, về sau chị ấy chỉ thờ ơ nhìn những người đó, cùng tôi dẫm lên xác của từng người một đi về thôn bên cạnh. Dấu giày dính mờ á u trải dài cả con đường, kinh khủng mà khiếp người. Chẳng bao lâu chúng tôi đã về đến nhà anh rể ở thôn bên cạnh. Nghe tiếng mở cổng, anh rể đi từ trong nhà ra xem, vừa nhìn thấy chị cả đứng trước cửa,
Ông ta nhặt chai rượu cạnh chân lên đập mạnh xuống đất. Còn đề ý này, mày gây chuyện xong muốn cộng hòa. S thì chế, T ở bên ngoài ấy, đừng có về nhà mang phiền phức đến cho tao. Mày chờ đấy cho tao, để tao trói mày lại nộp cho ông Bạch. Ông ta loay hoay tìm dây thừng thì thấy tôi đứng sau chị. Mắt ông ta sáng lên, cười bị ổi, xoa tay đi tới chỗ tôi. Vợ à, không ngờ em về nhà còn mang theo cục vàng đến cho anh đấy. Đôi mắt đầy đê, âm đê, ục của ông ta dính chặt vào người tôi, đắc ý nói nhỏ. Lần trước ngủ với em xong anh cảm giác mình trẻ ra 10 tuổi đấy em vợ của anh à. Gặp em lần nữa là cơ hội trời cho anh rồi, anh sẽ không lãng phí đâu. Lấy nhau mấy năm, chị cả mang thai 3 lần đều bị anh rể đánh đến mức không S. Ấy TH, ai thì cũng cộng hòa, S non. Anh rể thích uống rượu, uống say thì thích đê, ánh người. 2 lần mang thai đầu tiên, ông ta say rư, u đê, ánh chị tôi đến mức xả, y trung học. Ai? Lần thứ 3 thì may mắn hơn một chút vì chị tôi sinh được đứa bé ra nhưng ông ta đi uống rư. U về thấy chị tôi sinh ra con gái, ông ta tức đến mức chửi ầm lên. Đứa bé bị hoảng sợ gào khóc ầm ĩ càng làm ông ta khó chịu hơn. Trong cơn say ông ta ném đứa bé cho đến cộng hòa, ép để nó ngậm miệng lại. Sau đó ông ta còn ra ngoài rêu rao chị tôi sinh con xong người yếu. Lúc bế con tự mình làm rơi đứa bé nên nó mới cộng hòa. Có lẽ quả báo đến sớm, ông ta không thể có con được nữa. Nghe mọi người đồn tôi là thịt linh chi, ngủ với tôi có thể chữa được bách bệnh. Để nói giỏi tông đường, kéo dài hương hỏa cho nhà ông ta nên anh rể bán chị tôi cho bọn bu. Ôn nờ, ôi tạ, nờ gờ người, cầm tiền kiếm được từ cơ thể chị cả để ngủ với tôi. Thấy anh rể muốn vô lấy tôi làm chuyện đồi bại, một người trước giờ luôn nhẫn nhịn, chịu đựng như chị ấy lại lao tới đê. Ánh nhau cùng anh rể để cản anh ta lại. Anh rể chỉ vào mặt chị tôi cộng hòa, ửi loạn. Con CH ó cái này, mày cũng dám đê. Ánh lại tao à, hôm nay tao không đê. Ánh chết mày thì ông đây đổi họ. Mắt chị tôi đỏ ngầu, dùng tất cả sức lực bê ó bê cổ anh ta. Mày trả mạng sống lại cho con tao. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn tất cả vì tôi biết anh rể sống không lâu nữa đâu. Quả nhiên chỉ vài phút sau, anh rể lúc đầu còn hung hãn đột nhiên đau đớn ngã xuống đất. Ông ta điên cuồng đê ớ mờ vào người mình, đến khi tự đê ớ mờ mình đến mức hộc mờ á u mới dừng lại. Nhưng cảm giác thoải mái chỉ kéo dài vài giây, sau đó cơn đau lại ập đến. Như một vòng tuần hoàn ông ta lại tiếp tục đê ớ mờ vào người mình cho đến khi hộc mờ á u. Trong cơn đau anh rể dãy dụa ngẩng đầu lên cầu xin tôi cứu ông ấy. Thịt linh chi, anh xin em đấy, em cứu anh đi. Tôi vẫn đứng im, thờ ơ nhìn mọi chuyện. Thấy tôi không trả lời, ông ta lại quay đầu cầu xin chị cả. Ông ấy vừa quỳ vừa bò đến trước mặt chị tôi. Đại nữ, một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là vợ chồng mà, em bảo em gái cứu anh đi. Chị cả đạp ông ta văng ra xa. Thằng CH o cặn bã như mày cũng có ngày mày phải cầu xin tao à. Cái đạp của chị tôi khiến anh rể lăn lộn trên mặt đất vừa sung sướng vừa đau đớn. Chị ấy hỏi tôi, ông ta sẽ chết như những người kia à? Tôi gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp, chọn con dao cùng nhất rồi ném trước mặt anh rể. Bây giờ mắt, mũi, miệng của ông ta đều đang chảy mờ á u nhưng mà vẫn chưa đủ. Cơn đau sẽ không ngừng tăng lên, chỉ khi mờ á u trong cơ thể chảy ra thì cơn đau mới dịu bớt. Anh rể do dự nhìn chằm chằm con dao tôi vừa vứt xuống. Có thể vì quá đau nên cuối cùng ông ta vẫn nhặt nó lên, run run đê ớ mờ từng dao vào người. Lưỡi dao đã cùng nên rất khó đâm vào người được, ông ta phải dùng sức đê ớ mờ thật mạnh rồi đẩy lưỡi dao vào từng chút một, giống như dùng dao cùng CAT thịt vậy, đau đến cộng hòa. Ép đi sống lại, nhưng ông ta như không hề thấy đau, thậm chí mặt ông ấy còn có một chút nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt đó chỉ duy trì được một giây. Để thoát khỏi cơn đau ông ta càng điên cuồng đê ớ mờ dao vào người hơn. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Bây giờ người ông ta thủng lỗ chỗ như đài phun nước, chỉ khác là đài này phun ra mờ á u chứ không phải nước. Chị cả đứng bên cạnh nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười trên môi ngày càng rực rỡ. Người ta nói nếu chia nỗi đau thành 10 mức thì nỗi đau phụ nữ phải chịu khi sinh con ở mức 10. Vậy nếu một người phải chịu ngàn vết dao đê ớ mờ, vạn vết cộng hòa, ém thì sao? Nỗi đau đó chắc được tính là mức 11 nhỉ. Sau khi rời khỏi nhà anh rể, chúng tôi đi thẳng đến bệnh viện huyện.
Điều kiện của bệnh viện trong huyện rất kém. Những bệnh nhân bị thương nặng như bố tôi cần được đưa đến bệnh viện thành phố càng sớm càng tốt. Nhưng khi biết tin bố tôi bị thương nặng, bà đã ngăn cản bác sĩ chuyển bố tôi đi rồi vội vàng về nhà kéo tôi đi cứu bố. Bà nói, thịt linh chi chữa được bách bệnh. Theo ý bà, chỉ cần có tôi thì bệnh nào cũng chữa được. Vào bệnh viện trong thành phố tốn tiền như hố sâu không đáy, bà ấy không đành lòng tiêu nhiều tiền cho mấy cái bệnh viện hút mờ á u như vậy. Sau khi báo tên bố, tôi và chị cả được y tá chỉ đến phòng bệnh bố tôi nằm. Khoảnh khắc bố nhìn thấy tôi xuất hiện, cũng giống như những người khác, đôi mắt tham lam của ông bắt đầu sáng lên. Ông ấy không thể cử động phần thân dưới, phải nằm liệt trên giường, nhưng tính cách ông ta vẫn khó chịu như khi còn khỏe mạnh. Ông ta cầm chiếc cốc trên bàn lên ném vào tôi. Cái con Cộng Hòa, ếch tiệt này, sao mày lề mề thế, mày đợi tao Cộng Hòa, ếch hẳn mày mới vừa lòng mà. Qua đây cứu tao nhanh lên. Thấy vậy, chị cả đứng sau tôi nghiến răng Cộng Hòa, ưỡi, con CH ó già vô liêm sỉ như ông sao còn chưa chết chứ. Tôi khẽ cười, nhanh thôi, nếu ông ta đi nhanh một chút, chắc vẫn kịp gặp bà nội trên đường xuống địa ngục đấy. Tôi từ từ đến gần bố tôi, ông ta vô thức vươn đầu ra nhìn phía sau tôi. Bà nội của mày đâu rồi? Sao bà không vào cùng mày? Tôi chỉ cười mà không trả lời. Hình như đã quen việc tôi luôn im lặng, ông ta cũng không cần tôi trả lời mà chỉ Cộng Hòa, ưỡi xéo tôi. Ngày nào cũng như người bị câm, mày bị ai cắt mất lưỡi à? Nếu không phải da thịt mày đáng tiền thì tao đã chôn mày từ lâu rồi. Tôi bước đến bên giường. Bố tôi vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống. Tôi nghe lời cúi người xuống, ông ấy dùng hết sức kéo cổ tôi đến gần miệng rồi cắn mạnh vào đó. Đau đớn ập đến khiến tôi phải nhíu mày. Bây giờ chị tôi mới kịp phản ứng, chị ấy hét lên đẩy bố tôi ra. Ông ấy rất bất mãn, ông oán hận nhìn chằm chằm chúng tôi. Khi ông mở miệng nói chuyện, máu chảy ra từ khóe miệng, trông như ác quỷ ăn thịt, uống mờ á u người. Con Cộng Hòa, ếch bầm Cộng Hòa, ếch dẫm này, giờ tao không cử động được. Mày là thịt linh chi có thể chữa được bách bệnh. Đã như vậy, tao sẽ ăn thịt, uống mờ á u mày, chắc chắn tao sẽ khỏi bệnh. Chị cả chắn trước người tôi, bảo vệ tôi chặt chẽ. Nhìn thấy chị cả đề phòng ông ấy như vậy, bố tôi rất tức giận. Tao là bố chúng mày đấy, chúng mày dám không cứu tao à? Còn không đi CMN tới đây nhanh lên. Chị tôi lườm ông ta. Ông còn không được tính là con người nữa ấy chứ, dùng từ bố với ông chỉ làm bẩn từ bố thôi. Bố tôi nghe thấy vậy cũng không cảm thấy tội lỗi. Ông ta vẫn giận dữ dùng những từ khó nghe, bẩn thỉu nhất để Cộng Hòa, ưỡi mờ, ắng chị ấy. Nhưng chị tôi nay đã khác xưa rồi, không còn là Trần Đại Nữ nhút nhát, sợ hãi trước kia nữa. Chị chỉ đứng đó nhìn cha mình bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn xác của một con chó hoang. Cuối cùng bố tôi cũng nhận ra rằng những lời mờ, ắng mỏ, đê, e đê, quả của mình chẳng có tác dụng gì với chị cả. Ông ta bắt đầu đưa mắt về phía tôi. Còn kế hoạch, ốn kia, mày có CAT thịt cho tao ăn nhanh lên không? Nếu không đợi bố mày khỏe rồi người đầu tiên bố mày di, ếch là mày đấy. Tôi bình tĩnh nói, còn 5 phút nữa. Mọi người có mặt trong phòng bệnh đều sững sờ. Bố tôi nghi ngờ hỏi, mày nói vậy là có ý gì? 5 phút trôi qua rất nhanh. Vừa nãy bố tôi còn hung hăng Cộng Hòa, ưỡi bấy giờ lại nằm trên giường bệnh rên rỉ đau đớn. A a a a, đau quá. Tiếng hét đau đớn đã khiến các y tá chú ý. Chỉ một lúc đã có rất nhiều bác sĩ chạy vào phòng bệnh, nhưng dù bọn họ làm gì hay tiêm rất nhiều thuốc giảm đau, bố tôi vẫn kêu gào đau đớn như cũ. Nhịp tim không ngừng tăng lên, các bác sĩ ở đó đều bất lực. Bố tôi không Cộng Hòa, ưỡi bới nữa mà nhìn tôi chằm chằm. Con gái yêu của bố, bố là bố của con đúng không nào? Con giúp bố lần này đi, bố đau quá. Ông ta khóc đến mức nước mắt trộn với nước mũi, trông rất buồn nôn. Nếu nửa người dưới của ông ta còn di chuyển được, chắc giờ ông ta cũng quỳ xuống cầu xin tôi như những người kia rồi. Tiếc thay, tôi vẫn mỉm cười, im lặng đứng đó như thể tôi chỉ là người ngoài cuộc. Nếu bố tôi nhìn kỹ chắc ông ấy sẽ nhận ra nụ cười bây giờ của tôi giống hệt lúc ông ấy bỏ tôi ở nhà ông Bạch. Ý thức của ông ta bắt đầu mơ hồ, ông ta không thể cảm thấy bất kỳ điều gì khác ngoài cơn đau càng ngày càng tăng dần. Bố tôi lăn lộn trên giường, điên cuồng cào cơ thể mình, đến mức da trên người ông không còn một chỗ nào lành lặn mà ông cũng không quan tâm.
Các bác sĩ cố gắng gây mê cho bố tôi, nhưng ông không để ai đến gần mình. Da mặt gần như bị ông lột hết ra. Di, ép tao đi. Nhanh lên, ai đến Di, ép tao đi. Bố tôi cầu xin mọi người để ông ấy ra đi thanh thản, không phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Nhưng không ai dám bước lên trước, mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này. Bố tôi như đang ở trong địa ngục trần gian, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ông ta chịu đựng cơn đau lao nhanh đến chỗ bác sĩ, nhanh chóng lấy cây bút từ túi áo của bác sĩ đê ớ mờ mạnh ngòi bút vào cổ mình. Dòng mờ á u ấm nóng lập tức phun ra. Ông ta hạnh phúc ngã xuống đất. Đến bây giờ nỗi đau của ông ta mới thực sự chấm dứt. Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng bệnh. Nhưng lúc hỗn loạn, chị tôi kéo tôi chạy ra khỏi phòng bệnh. Chúng tôi chạy mãi, đến khi tới nơi vắng vẻ không có người, chị ấy mới dừng lại, thở hổn hển hỏi tôi. Ông ta Cộng Hòa, ép thật rồi đúng không? Tôi gật đầu. Bố tôi Cộng Hòa, ép rồi. Vậy những người từng bắt ép em cũng chết hết rồi à? Tôi vẫn gật đầu. Chị ấy mỉm cười vui mừng thay cho tôi. Nhưng em làm như thế nào vậy? Sao mấy người đó chết đau đớn thế? Bà nội nói thịt linh chi chữa được bách bệnh cơ mà. Thịt linh chi chữa được bách bệnh là thật, nhưng thịt linh chi cũng chứa chất độc Cộng Hòa, ép người. Tôi ngước nhìn chị ấy. Chị biết cá nóc không? Loại cá ăn vào sẽ Cộng Hòa, ép người ấy hả? Tôi gật đầu. Thịt cá nóc thơm ngon, là mỹ vị trong miệng vô số người sành ăn. Một khi đã ăn thịt cá nóc sẽ không bao giờ muốn ăn loại cá khác nữa. Dù thịt cá nóc rất ngon nhưng máu của nó lại chứa chất độc. Chỉ cần một chút thôi cũng đủ để di ép chết một người trưởng thành. Tôi giống như cá nóc vậy, thịt thì quý nhưng máu lại cực độc. Chương 4. Ngày tôi chào đời, mẹ tôi vì khó sinh mà chết. Khi biết mẹ tôi lại sinh ra con gái, bố tôi còn không thèm về nhà nhìn tôi một chút. Đêm đó bà nội bế tôi ra sau núi chuẩn bị chôn tôi. Khi chôn được một nửa, tình cờ nhà sư già trong ngôi chùa đổ nát nhìn thấy nên ông ấy nhận tôi về nuôi. Dù nhà sư già có từ bi đến đâu thì ông ấy vẫn là một người đàn ông. Hơn nữa, nơi này chỉ dành cho người tu hành, một bé gái như tôi sống ở trong chùa cũng không phù hợp. Sau khi nuôi tôi được mấy tháng, nhà sư già nhờ đôi vợ chồng già sống trên núi đã lâu nuôi tôi. Sở dĩ đôi vợ chồng đó sống ẩn dật trong núi rừng nhiều năm như vậy vì họ đang thực hiện một số thí nghiệm bí mật. Việc ẩn náu trong núi rừng rất thuận tiện, họ còn có thể dùng động vật hoang dã làm vật thí nghiệm. Lúc đầu, đôi vợ chồng già này rất tốt với tôi, họ không chỉ nuôi tôi, cho tôi ăn mà còn dạy tôi đọc sách viết chữ. Ngày thường ngoài thời gian ăn và ngủ, họ dành hết thời gian còn lại để làm các thí nghiệm bí mật. Đôi vợ chồng già đã nói với tôi, chỉ cần thí nghiệm thành công, họ có thể trở nên nổi tiếng. Thí nghiệm dần đi đến đoạn kết, bọn họ cũng ngày càng ám ảnh với thí nghiệm. Họ nghĩ rằng thí nghiệm của họ rất hoàn hảo, thành công chỉ cách họ một bước nhỏ nữa, nhưng chỉ là sắp. Họ cho rằng do vật thí nghiệm có vấn đề khiến thí nghiệm không thể thành công. Sau đó, họ bắt đầu nghĩ đến dùng tôi làm vật thí nghiệm. Vì kết quả thí nghiệm được sử dụng trên con người nên đối tượng của thí nghiệm phải là con người. Tôi đã trở thành chuột thí nghiệm của họ. Vô số chất hóa học được tiêm vào cơ thể tôi. Mỗi lần tiêm thuốc tôi đều cảm giác mình sẽ không chịu được mà chết. Không ai biết tôi làm thế nào sống sót qua những ngày tháng như trong địa ngục ấy. Ý thức của tôi dần mơ hồ, tôi trở nên ngây dại, đần độn, không kiểm soát được hành vi của mình. Khi nhà sư già đến thăm tôi thì đôi vợ chồng đó đã chết rồi. Tôi không nhớ họ chết như thế nào, khoảng thời gian đó ký ức của tôi rất hỗn loạn. Nhà sư già không nỡ để tôi ở một mình giữa rừng núi nên lại đưa tôi về chùa nuôi dưỡng. Lúc đó tôi đã lớn và có thể tự lo cho bản thân. Nhà sư ngày càng già, thường xuyên ốm đau, có lần ông ấy suýt chết. Những ký ức mơ hồ cứ vang vọng trong đầu tôi, chỉ khi bị kích thích mạnh mẽ tôi mới nhớ lại một chút. Tôi chỉ nhớ được lúc bà lão bị bệnh, để chữa bệnh cho bà lão, ông cụ đã cắt một miếng thịt nhỏ trên cánh tay tôi, đun thật chín rồi đút cho bà lão. Ngày hôm sau, bà cụ đang bị bệnh nặng đột nhiên khỏi hẳn. Nhà sư già có ơn với tôi, thấy ông ấy đau đớn ký ức trong đầu tôi được khơi dậy. Nhớ đến bà lão cũng từng bị bệnh, tôi làm theo cách của ông lão, cắt một miếng thịt nhỏ để đút cho nhà sư. Rất nhanh nhà sư già cũng khỏe lại. Sau khi biết tôi xẻ thịt để cứu ông, nhà sư nói rằng Phật tổ từng cắt thịt cho chim ưng ăn,
còn tôi xẻ thịt để cứu ông. Ông ấy phá giới và tôi lại thành Phật. Nửa năm sau, bà nội tìm đến muốn đón tôi về nhà. Ban đầu nhà sư không đồng ý, nhưng bà nội tôi đứng trước cửa chùa mờ, án Cộng Hòa, ửi suốt một ngày. Tôi không muốn ông ấy phải nghe những lời khó nghe ấy nữa nên đã chủ động nói với nhà sư tôi sẽ đi theo bà. Bà nội tôi là người phụ nữ đanh đá nhất huyện chúng tôi, lúc Cộng Hòa, ửi người khác có thể nói đến mức người ta không ngẩng đầu lên nổi. Không thể làm gì khác, nhà sư già chỉ có thể để bà nội đón tôi đi. Ông ấy nói với bà tôi là thịt linh chi có thể chữa được bách bệnh. Ông ấy chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng ông ấy đã đánh giá thấp sự tham lam, xấu xa của bản chất con người. Ông ấy không ngờ rằng nói như vậy đã làm hại đến tôi. Chỉ đến khi thôn dân đến trước cửa chùa xin ông biến con gái họ thành thịt linh chi thì ông mới biết tôi đã phải chịu đựng những gì. Ông ấy cảm thấy mình gián tiếp mang đến bi kịch cho tôi. Trước những gì tôi gặp phải ấy không thể làm gì nên chỉ có thể dùng cái Cộng Hòa, ép để thoát khỏi sự giằng xé trong lòng. LUC bà nội đưa tôi về nhà, ý thức của tôi vẫn mơ hồ, tôi vẫn như một đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ. Người khác bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, im lặng chịu đựng tất cả. Đến tận đêm hôm ông Bạch đi vào cơ thể tôi, muốn trút hết bệnh tật lên người tôi thì chất độc trong người tôi mới thông qua thể dịch đi vào người ông ta. Bảo cẩu độc thân như mình edit câu này khổ thật sự á hu hu, nôm na là chị nữ chính bung ba la bung với ông Bạch, chất độc trong người nữ chính chạy sang người ông Bạch qua cái đó đó. Chất độc dần dần giết chết các tế bào trong người ông ta. Dù là tế bào khỏe mạnh hay tế nhiễm bệnh thì chúng cũng sẽ trở thành các tế bào chứa độc mới. Nhìn thì có vẻ như bệnh tật đã khỏi nhưng thực chất cơ thể ông ta bị độc tố hoàn toàn xâm chiếm. Khi hết thời gian, các tế bào độc ký sinh trong người ông sẽ sinh sản theo cấp số nhân cho đến khi cơ thể nuôi độc hoàn toàn Cộng Hòa. S. Chất độc lây lan qua dịch cơ thể và MAU. Loại độc tố này chính là thứ mà cặp vợ chồng già đã bí mật thí nghiệm nhưng chưa kịp thành công thì đôi vợ chồng già đã qua đời không rõ nguyên nhân. Mỗi lần có người ngủ với tôi, chất độc trong cơ thể tôi ít đi một chút, chuyển sang người vừa ngủ cùng tôi. Dần dần, chất độc trong cơ thể tôi biến mất, tôi cũng bắt đầu có ý thức. Khi bà nội kéo tôi ra khỏi giường, ý thức của tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ tôi mới bắt đầu trả thù. Dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa tôi và những tế bào độc đó. Tôi là vật chủ đầu tiên của bọn chúng. Ngay khi tôi lấy lại ý thức và tự làm chủ được hành động của bản thân thì tôi có thể điều khiển những tế bào độc mình đã phát tán ra. Chỉ cần tôi gọi, chúng sẽ tìm mọi cách để lao ra khỏi cơ thể chúng đang sống nhờ. Chúng có thể điều khiển não của cơ thể chúng đang ký sinh, khiến bọn họ làm mọi thứ để MAU chảy ra khỏi cơ thể. Khi MAU tươi chảy ra, hàng chục ngàn tế bào độc tố sẽ lan truyền trong không khí như virus. Cơ thể chúng đang ký sinh cũng vì mất MAU quá nhiều mà mất đi sự sống. Đoạn này đơn giản là nữ chính là vật chủ và những người nữ chính ngủ cùng là cơ thể tế bào độc sống. Nhờ và nữ chính điều khiển được các tế bào này vì chị ấy là cơ thể nuôi tế bào độc đầu tiên, mối quan hệ kiểu mẹ con ấy. Chỉ trong một ngày, mấy chục người đàn ông của mấy thôn đều chết rất thê thảm. Sau khi chết, máu của họ đều chuyển thành màu đen. Người già trong thôn đều nói mấy người đó bị ma quỷ ám, bị ma quỷ nhập vào người, chúng hút linh hồn của những người đàn ông đó rồi di, ép chết bọn họ. Chuyện lớn như vậy các lãnh đạo cũng phái người xuống điều tra. Chị cả đưa tôi lên thành phố trốn vài ngày, chị ấy hỏi thăm mọi người nên tôi cũng biết được một ít chuyện. Lãnh đạo đặc biệt thành lập một đội toàn các chuyên gia điều tra trong thời gian dài và họ chỉ kết luận được có một loại virus đang lây lan, nhưng virus này đến từ đâu thì không ai biết. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, các chuyên gia yêu cầu gói các xác chết trong túi đựng xác và thiêu hủy hết. Bọn họ còn không nhận ra trong những cái xác đàn ông đó còn có cả xác của bà tôi. Chuyện này cũng lắng xuống khi virus dần biến mất, còn việc khi nào sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng thì không ai biết. Nhờ vào hòm tiền của trưởng thôn, tôi và chị cả sống trong thành phố rất thoải mái. Chúng tôi ăn ở đều dùng những loại tốt nhất. Chị cả dẫn tôi đi tìm chị hai và dùng tiền của trưởng thôn chuộc chị hai ra khỏi nhà chứa. Tôi đưa cho chị hai một số tiền để chị ấy duy trì cuộc sống một thời gian rồi tìm công việc phù hợp và bắt đầu cuộc sống mới. Chị cả hỏi sao không để chị hai đi cùng chúng tôi. Tôi nói với chị ấy, chị hai chỉ sống trong cảnh khốn cùng thôi, còn chúng ta là những người bò ra từ địa ngục, giữa chúng ta và chị hai không giống nhau. Khoảnh khắc chúng tôi chạy khỏi thôn, cuộc sống của chúng tôi đã được định sẵn sẽ khác nhau. Chị cả nửa hiểu nửa không gật đầu với tôi.
Sau khi giúp đỡ chị hai, tiền của trưởng thôn cũng không còn bao nhiêu. Khi chị cả bắt đầu buồn rầu vì hết tiền, tôi đưa cho chị một cái thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng tôi lấy trên người bà nội, trong đó có toàn bộ số tiền kiếm được từ thân thể tôi. Chỉ cần tôi và chị cả không tiêu xài phung phí thì tạm thời số tiền đó sẽ đủ dùng. Có tiền rồi nhưng chị cả vẫn mặt ủ mày chau. Chị ấy hỏi tôi, em ba, bây giờ em định làm thế nào? Sau vài ngày thử nghiệm, tôi phát hiện ra mình đã có thể kiểm soát được các tế bào độc. Không cần ngủ với người khác mới phát tán tế bào độc được, tôi chỉ cần thông qua mồ hôi hoặc nước bọt là có thể để các tế bào độc thoát ra khỏi cơ thể. Điều này có nghĩa là tôi có thể đưa tế bào độc vào cơ thể bất kỳ ai bằng cách đơn giản nhất. Ví dụ như một cái bắt tay nhẹ nhàng, hay cùng nhau uống một cốc nước đều có thể khiến người kia bị nhiễm độc mà không để lại dấu vết nào cả. Tôi tin rằng chỉ cần tôi chăm chỉ luyện tập thì tôi sẽ ngày càng dễ dàng điều khiển các tế bào trong cơ thể. Nếu tôi đã bị ép trở thành ác quỷ, đương tôi sẽ làm những chuyện ác quỷ nên làm chứ nhỉ? Lấy độc trị độc, dùng cái ác trừng phạt cái ác. Tôi nhìn vào bản đồ nhàn nhạt nói, chị ơi, dạo này người Nhật Bản hung hãn quá, chúng ta đi đến đảo Mặt Trời, Nhật Bản, nhé. Chào các bạn, câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Nhưng không sao đâu này, vẫn còn rất nhiều câu chuyện hay và thú vị khác đang mong chờ các bạn đón đọc tại kênh Happy Audio. Thay mặt kênh Happy Audio, xin chúc các bạn có một ngày tuyệt vời và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Yêu các bạn nhiều.